tên là Phi, hôm nay là cũng 46 tuổi rồi. Cái nghề nghiệp của mình là nghề nghiệp tự do thôi. Thì trong cái quá trình cũng mình chơi, mình cũng thích chơi ảnh lắm. Cũng là 6-7 năm nay rồi, cũng chơi tùm lum các loại máy hết. Cuối cùng là mình dừng lại ngay cái máy của Ricoh Garage. Bởi vì sao? Bởi vì nó nhỏ gọn, nó đáp ứng được cái nhu cầu của mình. Thì hôm nay á, mình xin phép mình được chia sẻ với các bạn những cái tính năng, những cái nút để mình thao tác trên con Garage như thế nào. Rồi thì cái nút này on off thôi, dễ ha, tắt mở máy các bạn ha. Rồi cái thứ hai nữa là đây là cái bánh xe để chỉnh các chế độ. Nhưng mà đặc biệt các bạn lưu ý nha, là ở đây nó có một cái nút gọi là nút khóa, nút lock á. Các bạn muốn đổi chế độ thì các bạn phải bấm cái nút này xuống nè, rồi các bạn mới xoay nha. Đó, để chuyển chế độ. Còn nếu như các bạn mà không bấm nút này xuống nha, các bạn quay nó sẽ bị gãy đó. Đó, các bạn nhớ kỹ nha, bấm quay rồi ok ha. Mình thường dập chế độ M thì trên con RR này đó, nó có một số những cái nút để mình chỉnh nhanh, mình gọi một cái tính năng gì đó ra cho nó lẹ ha. Thì trước tiên mình nói, ví dụ mình đang để vào cái nút mặt rồ, các bạn muốn chụp mặt rồ, các bạn nhắn vô một cái thì nó sẽ chuyển qua chế độ chụp mặt rồ ha. Rồi các bạn chỉ lấy nét chụp thôi. Còn các bạn trở về bình thường, bấm nút mặt rồ cái nữa nó sẽ trở về bình thường ha. Còn bên đây thì mình chỉnh ISO, nút này là chỉnh ISO ha. Còn cái nút bên đây á, là để mình hẹn giờ nè, hoặc là chụp liên tiếp, rồi chụp chồng hình, rồi chụp phơi sáng gì đó. Thì tùy theo nhu cầu của bạn thôi. Cái này là chụp đơn nè, chụp một tấm, cái này chụp liên tiếp. Ví dụ các bạn chụp mấy cái pha action, pha hành động, đồ thể thao, ong bướm rồi đó, thì các bạn chọn cái này để các bạn chụp liên tiếp nhiều tấm, rồi về mình lọc lại ha. Đó. Còn xuống đây là hẹn giờ nè, 2 giây, 10 giây để tự sướng ha. Ok các bạn. Còn cái nút dưới này là nút cân bằng trắng. Đó, tùy theo cái môi trường các bạn chọn cái cân bằng trắng cho nó phù hợp ha. Thường để auto đi, tại vì cái cân bằng trắng của con này nó chuẩn rồi. Giờ mình thử chụp một tấm đi, mình mới nói tiếp mấy cái nút kia ha. Rồi, chụp ok. Nút này là nút xem lại hình nha các bạn nha, nút xem lại hình nè. Đó, khi nào các bạn xóa thì bấm cái nút phút xanh nè, nó có cái thùng rác là mình xóa thôi. Đó, nó cho nhiều tùy chọn xóa nè. Đó, xóa tất cả nè, rồi xóa chỉ xóa file raw, chỉ xóa file zipped, còn xóa luôn file raw zipped luôn ha. Rồi cái nút bên đây, cái nút bên đây là một nút nhưng mà nó xài hai chức năng nha, là quay phim với lại mở wifi. Đó, nút này nè, khi nào các bạn muốn quay phim á, các bạn nhấn nhẹ vô thôi nè. Nhấn nhẹ vô một cái là nó sẽ chuyển qua chế độ nó quay phim ha. Còn muốn chụp thì nhấn nhẹ một cái là nó chuyển về chế độ chụp ha. Còn khi mình muốn phát wifi để kết nối với smartphone á, là mình nhấn giữ luôn thì nó sẽ hiện cái cột sóng wifi ở đây. Thì mình lấy cái điện thoại của mình á, mình nhập bát wifi, rồi mình dùng cái app của nó đó, rồi mình điều khiển hay gì đó, cái đó mình sẽ trình bày sau với các bạn ha. Tắt wifi, nhắn giữ luôn sẽ tắt wifi. Ok các bạn. Đó, nó chỉ có một vài tính năng như thôi. Còn riêng cái nút ở đây á, là khi các bạn để chế độ M đó thì nó sẽ chỉnh tốc. Còn cái dòng bánh xe ở đây á, nó sẽ chỉnh khẩu. À, khi các bạn xoay, các bạn sẽ thấy khẩu nó chạy lên chạy xuống rồi ha. Cái nút này là chỉnh tốc nè. Đó, chỉnh tóc nè. Rồi đặc biệt nữa là cái nút này á, khi các bạn nhấn vô á thì nó sẽ vô một vài cái hiệu chỉnh khác nữa. Như đơn cử như là cái này là, ví dụ chọn màu nè,
chọn màu trắng đen hay gì đó ha. Rồi bên đây là chọn cái kiểu để lấy nét nè, snap kết nè, rồi quay tay nè, không. Rồi bên đây thì chọn cái đo sáng nè, đó đo sáng nè. Rồi bên đây là chọn gọi là cái chụp raw hay chụp vs hay là cả raw vs nè. Bên đây là cái độ sáng của cái màn hình thôi, mặc định nó là như vậy đó nha. Rồi mình có thể mình set nó cái khác cũng được, cái đó mình trình bày sau ha. Rồi xong nhấn vô một cái nữa à. Đó, khi xem ảnh á, thì cái nút này nó lại là zoom nè. Đó, nó zoom maximum luôn nè. Mình giảm xuống nè, giảm zoom nè. Này là zoom out, này là zoom in nè ha. Rồi, hết rồi, đâu còn gì nữa đâu. Thì mình có cái setup riêng cho mình để nó đủ cái độ nhanh với đủ cái độ nét để và đủ cái độ an toàn nữa, là mình có thể mình lặn lội vô mấy khu chợ mình chụp lén người ta. Rồi những cái thông số mà mình set đó, mình chụp mà đối phương bắn, đối phương chết mà đối phương chưa biết lý do tại sao chết luôn, nó rất là lợi hại. Rồi chào các bạn, tiếp theo là mình xin chia sẻ với các bạn những cái thông số mà mình thường sử dụng khi mình đi chụp đường phố á. Thì mình thường mình set máy như thế này. Thì tuy nhiên mỗi người mỗi một cách set máy khác nhau, nhưng mà riêng mình á, cái này là của cá nhân mình thôi. Nên nếu mà mình chia sẻ, nếu các bạn nào thấy nó hiệu quả đó thì các bạn cứ thí nghiệm thử ha. Thì vô menu mình chọn cái snap focus distance này là mình để sẵn nó là 2,5 m. Bây giờ ở cái tiêu cự 28 thì cái dùng nét đẹp nhất là nó 2,5 m, rồi mình để về rồi mình quên nó luôn ha. Rồi quên đi. Đó thì khi chụp đường phố là mình phải lẹ mới được, mình bắt khoảnh khắc mà ha. Thì mình sẽ chọn chế độ snap nè. Là cái chế độ này là các bạn không cần nhắn nửa cò như bình thường, cứ đưa lên nhắn thẳng là nó sẽ dính và nét luôn. Rồi cái tiếp nữa là mình luôn để khẩu 8 đó. Khi mà các bạn để khẩu 8 đó, thì các bạn nhìn vô cái cột bên đây nè, các bạn thấy nó cái màu xanh á, nó nằm ở vị trí số 1 với lại vô cực, là có nghĩa là những cái chủ thể nào á là nó nằm từ 1 m á, cái 1 này là 1 m nha, 1 m đến vô cực á, là nó nằm trong cái khoảng này á, là mình bao các bạn là nó nét đứt tay luôn, đừng có sợ cái nó ao nét hay gì không. Nè, khi để khẩu 8 nó sẽ từ 1 m đến vô cực, lúc đó các bạn chỉ cần canh chủ thể chắc cú là 1,1 m đổ lên đi, trở về sau á là bảo đảm các bạn không phải suy nghĩ luôn ha. Đó, mình để khẩu 8 là sao, là để mình lấy từ máy vô cực. Khi các bạn thay đổi khẩu á, là các bạn để ý nè, khi mình thay đổi khẩu á thì cái khoảng cái dùng nét nó sẽ bị thu lại nè. Đó, như mình để khẩu 28 thì nó từ 1 m đến khoảng 3,5 m, 4 m là nó hết rồi. Thằng nào ở vô cực nó sẽ bị ao ha. Cho nên là mình chụp đường phố là mình thường để khẩu 8. Còn cái tóc á là tùy thôi. Thí dụ trời nắng đẹp rồi ha, mình cứ để tóc cao lên, mình cho nó chặt cú một chút. Rồi khi nào mà trời mà ui ui á, mình giảm xuống một chút, nhưng mà đừng có giảm quá nha. Giảm quá khi mình quơ máy vậy á là tóc nó chậm, nó sẽ bị ao nét ha. Đó, thường là mình chỉ set là 250 khẩu 8 là mình đi cầm cái mình đưa lên bụp nè, đó đưa lên nè bụp nè đó, không có cần phải nhắn nữa cò. Rồi cái cách đó là để mình chụp đường phố, tại vì cái đường phố cái khoảnh khắc nó nhiều khi nó xảy ra nhanh dữ lắm, mình lấy nét bình thường nhiều khi nó không có kịp đó các bạn ha. Đó là cái cách cũng cái cách xét này, khi mà tại mình cũng dắt anh em đi tour đó, mình đi xe máy đó, thì khi mình đi mình vừa chạy vừa chụp á, thì lúc đó mình sẽ cho tóc lên là 1,000, tại vì mình chạy nhiều khi tốc độ nó cao đó, thì mình cứ chạy mình đưa lên mình
mình chụp cho nhóm anh em nó đi nguyên cái hàng xe đó, cái mình đưa lên nhắn cái bạc mình khỏi phải nhìn vô cái màn hình luôn, thì mình để tóc ngàn là để vừa chạy vừa chụp ha. Rồi ok các bạn nha, chúc các bạn có nhiều tấm ảnh đẹp ha. Rồi xin hết rồi.